Thực dưỡng Khang xin kính chào quý cô bác anh chị. Đây là series nấu ăn của em. Hôm nay em xin chia sẻ đến với mọi người một thực đơn chay. Món đầu tiên đó là cơm chiên cải chua nha mọi người. Cơm chiên thì em sẽ sử dụng cơm lứt. Và ở đây em sử dụng là 50g cải chua cho mọi người. Và món thứ hai đó là món nấm kho thập cẩm nha mọi người. Nguyên liệu ở đây em sử dụng là nấm rơm, nấm mùi gà, mỗi thứ là 50g, với lại là 20g nóng đông cô em đang ngâm nước nha mọi người. Món tiếp theo đó là món salad rau má với lại cải nha mọi người. Đây em sử dụng là 200g với lại một quả cà chua. Và món cuối cùng đó là món canh rau dền. Canh rau dền đậu hũ trắng với lại là rong biển nha mọi người. Bây giờ mình đi luộc sơ nấm để kho nha quý cô bác anh chị. Luộc cái nấm này trước nha mọi người. Luộc cho nó bỏ bớt độc tố. Cái nấm mình nó dai hơn. Bây giờ em đi làm nước sốt để ăn với món salad nha mọi người. Mình có thể cho thêm một tí giấm hoặc chanh cũng được nha mọi người. Vô cái phần nước sốt cho mình nó chua chua nó được ngon hơn. Mình cho một ly xô đó pha nước vào nha mọi người. Mình dầm nó ra. Ngon quá mọi người ơi. Mình cho vào đây 2 muỗng giấm nha mọi người. Nấu đến khi nước sệt nha mọi người. Mình sẽ đi thắng một xíu caramel nha mọi người. Ngon quá mọi người. Tiếp theo ít nước lương thực dưỡng nha mọi người. Rồi em cho vào đây thêm là bốn hạt chiên bột bột rau củ, một ít ngũ vị hương. Mình nấu tầm khoảng 5 phút, mình cho thêm một tí nước vào nha mọi người. Cho thêm một ít ngũ vị hương rồi nha mọi người, các bạn hạt thêm thịt dưỡng luôn. Với lại mình cho một ít hạt nêm thịt dưỡng luôn. Mình cho vào đây là 2 muỗng hạt nêm thịt dưỡng nha mọi người. 1.5 muỗng, 2 muỗng. Mình đảo đều lên. Tại nó hơi khô khô chứ. Sau khi rong biển đã rửa và mình vắt sạch thì mình cho vào. Rau dền vô nha mọi người. Mình nêm vào nồi canh là 2 muỗng canh hạt nêm thịt dưỡng cho mọi người. Sau đó mình cho cái phần đậu hũ trắng vô, trộn đều lên. Sau đó mình cho luôn cái phần đậu hũ trắng vào, nấu thêm tầm 5 phút nữa nha mọi người. Như vậy thì em đã hoàn thành xong cái thực đơn chay ngày hôm nay rồi nha mọi người. Cơm chiên cải chua ăn với lại là nấm kho thập cẩm.
canh rau dền, đậu hũ non với lại rong biển mọi người. Và đặc biệt là cái món salad này, khi nào mình ăn thì mình sẽ rưới cái phần nước sốt lên trên nha mọi người. Em sẽ tiến hành rưới cái phần nước sốt lên nha mọi người. Mình cho thêm một ít mè trắng lên nữa cho nó ngon nha mọi người. Mè thì em đã rang sơ rồi, cái món rau của mình được ngon hơn. Nếu mọi người có thắc mắc gì hay là muốn Tiến Khen nấu những món gì về thực dưỡng thì mọi người hãy comment phía bên dưới. Tiến Khen sẽ phản hồi nhanh nhất. Và tất cả các đóng góp ý kiến của cô bác anh chị sẽ là động lực để Tiến Khen ngày càng hoàn thiện mình hơn trong các video nha cô bác anh chị. Và tất cả các sản phẩm của Tiến Khen thì em để ở đường link mô tả phía bên dưới. Anh cô bác anh chị có thể nhấp vào tham khảo hay có thể đến trực tiếp tại cửa hàng, hoặc là mình có thể gọi trực tiếp đến hotline. Và sắp tới thì Tiến Khen sẽ mở bán những món về thực dưỡng, thực đơn hàng ngày sẽ được cập nhật trên các trang mạng xã hội. Quý cô bác anh chị mình có thể nhấp vào đó tham khảo. Và hy vọng là quý cô bác anh chị mình ủng hộ Tiến Khen nhiều nhiều nha quý cô bác anh chị ơi. Và cuối cùng thì nếu thấy video này hay, mọi người cho em xin một like, một share và một đăng ký kênh để em có động lực để làm những video tiếp theo hay hơn nữa nha mọi người. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại.